thế giới Minecraft đang yên bình thì bỗng dưng có một căn bệnh xâm chiếm. Nó gọi là đại dịch Scoop. Nó lây lan ra tất cả mọi thứ, từ mặt đất, cây trồng cho đến công trình. Các con rận sẽ tấn công mọi loại sinh vật mà nó thấy, kể cả người sắt, và nhanh chóng lây lan ra toàn thế giới và không ai có thể thoát được. Các bạn hãy đoán xem, liệu trong 100 ngày, Bon có thể ngăn chặn được đại dịch này và khôi phục mọi thứ trở về như cũ được hay không? Đây là series sinh tồn 100 ngày siêu khó, Minecraft Đại dịch Scoop. Ok, bây giờ thì Bon sẽ đi tìm cái mầm cây gỗ vân sam để đem về mình trồng, mình chặt cây cho nó nhanh, nó nhiều, mình đổi ngọc lục bảo. Chà, xung quanh đây toàn là biển với băng tuyết không à. Vân sam đâu đây, chắc mình phải đi đường khác quá. Thôi bỏ ngựa lại đây đi, đi bơi tìm cho nó nhanh. Đánh dấu chỗ này lại cái đã. Màu xanh, ngựa, ok. 1 hour later. Ta nói giờ bật shader thì nó lắc, mà không bật shader thì không thấy cái gì hết trơn. Úi, úi, ê, gỗ vân sam nè. Tìm thì tìm được rồi đó, mà giờ cút bộ về ít có xa lắm. Trời ơi. 1 hour later. Kiếm chỗ nào trống trống trồng nữa coi. Ở đây chắc được nè. Mình trồng luôn cây gỗ sồi sẩm đi, cây này cho nó nhiều táo lắm. Xong rồi lấy bột xương bón. Lên. He he, trời, miếng bột xương cuối cùng luôn hên thiệt. Người ta bán quạt chứ giờ mình bán que. Bán que cũng giàu mà. Úi, ông này hết chịu bán que rồi. Còn một ông nữa đâu ta? Ủa, còn một ông nữa đâu ta? Có khi nào anh trong chuồng ngựa không? Để coi, bán que chú ơi. Ôi, ảnh đâu mất tiêu rồi ta? Ôi, còn chơi 50 nữa chứ. Trời, đi hết cái làng luôn hả mọi người? Ảnh có nước trong đây không? Không có. Ủa, trước mắng mình luôn hả? Bị đuôi mấy bạn. Đã đuôi mù còn bị lé nữa. Ok, dư tiền rồi đây. Giờ Bon sẽ đi sửa cây cúp này. Có tiền là làm phiền thiên hạ thôi. Đi mua sách Mending. Mending, 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 Mending. Đâu ta, anh này dưới lỗ. Ủa sao có thằng đầu trọc nữa? Ủa? Mending đâu? Ê đừng có nói là... đừng có nói là mình nhốt ổng dưới đây lâu quá cái mất luôn sếp Mending rồi nha. Hình như ông này ổng đổi nè. Rồi hiểu luôn. Giờ phải làm lại từ đầu. Trời, bao giờ mới ra sách sửa chữa ta? 2 hours later. Mending, Mending. Ôi, rồi có rồi nè, mệt mỏi. Ê nhưng mà hình như rẻ hơn lúc trước nha. Có 12 lục bảo à. Đổi được 3 cuốn. Đầu tiên là kỳ cướp. Giáp thì chắc Bon sẽ ưu tiên cái nón và quần đi. Xong, bây giờ lên đường đi đào kim cương. Nhưng mà để sửa kỳ cướp cái đã. Đi đâu giờ mấy bạn? Tất nhiên là quay lại đây rồi. Lười xây mấy farm kinh nghiệm lắm mấy bạn ơi. Tốn thời gian lắm. Tận thế tới nơi còn mấy farm gì nữa không biết. Ok, tầm tầm nửa kỳ cướp là chắc cút được rồi. Cút thôi. Sửa được một nửa cây cúp xong Bon về nhà ngủ và sáng hôm sau bắt đầu đi mai luôn. Vì Bon lười đi xa nên là Bon đào thẳng ngay dưới chân nhà mình thì phát hiện có một cái hang thạch anh tím. Tại vì nó ngay dưới chân mình á nên cái chân chỗ này được loát. Thạch anh tím bây giờ đã phát triển hết cỡ rồi mấy bạn. Bây giờ thì khác lần trước rồi, mình đã có cúp gia tài rồi. Kỳ này chắc mình sẽ được cỡ mấy stack đó. Kết quả là 3 stack. Kỳ này về mình làm được một đống vaccine. Mình sẽ đè từng con mod ra mình chích ngừa cho tụi nó bệnh luôn. Ủa lộn, chích ngừa cho tụi nó hết bệnh luôn. Trước mình thấy vàng mình ít khi nào đào lắm mấy bạn, nhưng mà bây giờ thì hiểu ra rồi, có vàng làm tao vàng đỡ lắm. Úi kim cương nè, đào một cái ven về là được mười mấy cục luôn, sướng thiệt. Từ khi mà cái dịch bệnh scut này nó phát triển á, đi mai sướng lắm mấy bạn, không thấy con quái nữa trơn. Ế mới nhắc, một con zombie để ba lô. Mày chết nè. Ủa chết nè. Ủa ê nó trâu vậy. Làm gì quýnh cả buổi trời không chết vậy. Không những nó không bị bệnh mà còn khỏe nữa mọi người. Ê, một cái lon spawner zombie. Ngon ngon. Mấy chỗ này hay có táo vàng lắm nè. Rồi, gacha rương đầu tiên. À, xui rồi, không có táo vàng. Thôi mình kiếm cũng quá trời kim cương rồi. Giờ lên thôi. Về nhà mình sẽ làm cái mẫu rèn. Ủa lộn, về nhà Bon sẽ nhân bản mấy cái mẫu rèn ra. Chắc là sẽ xài hết phôi luôn, 6-7 phôi gì đó. Làm được thêm cây katana nữa. Trời, nhìn cây katana ghiền quá, ghiền quá. Úi, kim cương nữa nè. Hên vậy ta. Ủa nãy nói tới đâu rồi ta? À cây katana. Rồi còn làm thêm cây búa chiến nữa, nó thay thế cho cây rìu sắt cũng được. Ủa gì vậy? Stronghold. Stronghold mấy bạn. Ủa không phải. Cái lòng spawner con xì ke. Nhưng mà sao xì ke này lạ vậy? Ê nó có cầm khiên nè. Được, lên chơi. Mình cũng mạnh mà. Mấy con xì ke này mặc giáp trâu ghê á. Nó cầm cây kiếm nữa chứ. Để coi rừng có gì. Một cây rìu. Thôi dởm không xài. Bên này gì đây? Ui cũng rác luôn. Thôi đi đập hết lòng spawner đi.
Ê, nó rớt ra lục bảo hả? Trời ơi, mình ngu rồi. Trời, biết nghe, biết mà nó rớt ra lục bảo như vậy thì mình đâu có đập chị. Mình có thể xây máy farm mà đúng không mấy bạn? Trời, farm kiểu này farm lục bảo đã luôn, khỏi phải đi chặt cây nữa. Rồi, căn phòng cuối cùng. Ơ, sao trống quơ trống quát vậy? À, còn cái rương nè. Ủa, đồ dởm luôn. Ý, khoan, đó katana, katana bóng tối, gây thêm 50 sát thương lên tụi zombie. Ơ, ngon, ngon mà. Nghe ngửi kỹ kiếm kim cương. Được á. Húp. Còn gì đây? À, một cái xác chết. Mình lút đồ nó được không ta? Ui, trâm. Boss. Từ từ, cắn táo cái đã. Bình tĩnh, mình phun giáp rồi chắc không đến nổi đâu. Phù thủy này bắn xa. Mày hả bự? Trời ơi, nó ngu rồi kìa. Mắt mày nhạnh. Ngu nè. Ôi, đánh không trường phát nào luôn. Ôi, ghê quá. Ây da. Đào á. Ê, nó bắn cũng đau nha. Này mà giáp sắt là chắc hứng chữ mình chết quá. Để coi mình lượm được gì đây. Cây giáo lời thì thầm của đá. Ghê vậy sao? Huyền thoại luôn mấy bạn. Mình có thể ném đi được 7 giây hồi chiêu. Thử coi. Ê hê, y chang đinh ba luôn. Ê, nhưng mà nó không mất. Ngon, vậy là ngon hơn đinh ba rồi. Sát thương hơi yếu một chút. Long reach là tầm đánh xa đúng không? Để coi xa cỡ nào. Cũng cỡ này cũng ok đó. Ok, được. Sưu tầm. Bây giờ thầy Bon đã về đến nhà. Mình nhanh chóng nhân bản mẫu rèn ra. Phù phép thêm cái dòng rón rén nhanh nữa. Tí nữa Bon chạy như bắt chó đó mấy bạn. Phù phép lại đôi dép nè. Ghép nó với đôi dép cũ. Thêm dòng mending cho cái áo nữa. Và sau đó cho tất cả lên Netherite. Cuối cùng, yeah, Bon đã full set Netherite rồi. Ngầu mấy bạn, tiếng ngắt luôn. Nhìn Bon nhóm thà nót ha. Vẫn còn dư 3 phôi các bạn. Làm gì nhớ. Là một cây katana. Công thức đơn giản nè, 3 cục kim cương. Vậy là Bon đã làm được một cây katana kim cương. Phù phép đại cho một vòng. Gặp ông dân làng mua sắc bén 5. Nhưng mà cây katana này đặc biệt cái là không cần mẫu rèn để nâng cấp mấy bạn. Mình chỉ cần một cái phôi Netherite thôi là nâng cấp được rồi. Trang bị tận răng luôn mấy bạn. Đồ lấp la lấp lánh kiểu này. Tự tin khoe cá tính liền. Lỡ có nguyên set rồi Bon tò mò coi có khiên Netherite không. Ai vậy, có thiệt. Có thì sao. Sao nữa. Làm luôn. Rồi xong. Bây giờ mới chính thức là full set màu tím nè. Từ nay các bạn hãy gọi Bon là Bon khoai môn nha. Nhưng mà trước mắt thì Bon chỉ mới xong giáp thôi. Còn để đánh bại tội Scott, Bon vẫn còn thiếu rất là nhiều nguyên liệu. Đầu tiên là hắc diện thạch khóc nè. Mình cần những cái viên đá hắc diện thạch khóc này bị lây nhiễm để có thể trích xuất ra được cái linh hồn than khóc. Từ đó Bon mới có thể làm máy phun vaccine tự động được. Nhưng mà Bon chỉ biết tìm cái này ở tàn tích cổng địa ngục thôi. Mấy bạn còn biết nó nằm đâu nữa không? Có gì để lại bình luận cho Bon biết nha. Giờ Bon sẽ quay lại đi tìm con ngựa của mình. Hồi nãy mình thả nó đâu bên đây nè. Qua khỏi chỗ này mà nhảy qua cái sông nữa là tới. Ui, mấy con mòng biển à. Ui, mấy con mòng biển cắn táo vàng. Đâu rồi. Ê, ủa nó lấy gì vậy? Ê, mất một táo vàng phù phép rồi. À, trời ơi. Sao mày lấy đúng cái quá vậy? Bắn thẻ bài mày nè. Con chó này. Không bắn được luôn. Tức thiệt cái chứ. Mất hết một quả táo vàng. Táo vàng phù phép mới chịu á. Trời ơi, cay. Cay. Thôi quay về tìm con ngựa yêu dấu của mình đi. Tìm thấy con ngựa chắc nó sẽ chữa lành tâm hồn mình mấy bạn ơi. Tức quá trời. Ủa, con ngựa đâu rồi ta? Mình nhớ mình thả nó ngay đây mà. Mở hitbox. Để mình mở hitbox lên tìm thử xem. Chắc là do Shader với trời mưa nên nó hơi khó tìm chút. Mờ. Cái này là con sư tử biển. Đây, trời ảnh nè. Núp tuốt bên này luôn, làm sao mà thấy. Vậy thôi ngựa ơi. Nhiệm vụ tiếp theo của Bon là đem hắc diện thạch khóc này để bị lây nhiễm. Sau đó mình tách ra cái linh hồn than khóc. Rồi sau đó mình đi đào cái viên, cái cục đá này, cái quặng này. Mình có thể chế tạo ra được cái máy phun vaccine tự động. Ok. Quên mất mình còn cây cung nữa. Phù phép thêm cho nó mạnh để mình đi mua sách sức mạnh 5. Nè, cái ông mình để riêng nè. Ủa, sao lại là channeling ta? Ủa, mình nhớ bao quà năm mà. Rồi, hiểu nữa. Ơi, mình quên, mình nhốt ổng một mình. Ổng không nói chuyện được mấy ông dân làng khác thì ổng sẽ tự động đổi sắc. Hết cách rồi, chỉ có nước đập đi đập lại thôi. A few moments later. Wow rồi đó nha. Nãy giờ đi nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Scott đang xâm chiếm toàn thế giới kìa. Mình đây mình đi giải cứu mấy ổng mà mấy ổng đối xử mình vậy đó. Có sắp mà không bán. Ông nội, nhìn thẳng vô mắt tôi. Ông có muốn tôi giải cứu thế giới không hả? Ông quay mặt chỗ khác kìa. Mặt nết thì chứ. Thôi nó giỡn á, năn nỉ mà. Cho sát sức mạnh đi. Sức mạnh 3 cũng được. Ý. Ủa, sức mạnh 4. Ok, cũng được. Mua 2 cú. Hơi đắt nha. Vậy là cuối cùng Bon cũng đã có sát sức mạnh 5. Cho vào cây cung. Có đúng 2 dòng. Bây giờ thì Bon cần tìm quặng bị nhiễm bệnh.
và cho cái cục phát hiện hành khóc bị lây nhiễm. Với lại quan trọng hơn hết là bên nghĩ con Enderman chuẩn bị xuất hiện rồi đó. Tại nãy giờ chơi là chắc cũng phải 5-10 ngày gì đó. Lần trước nó có thông báo cho bên 2 lần, thì bên để ý là cứ mỗi lần là cách nhau khoảng 10 ngày. Hiện giờ là chắc là sắp đến rồi, chắc là có thể ngày hôm nay hoặc ngày mai. Nên là bên cần phải dọn dẹp trước những cái spawner nè, những cái cục cảm biến âm thanh nè. Chứ Enderman mà nó xuất hiện một phát là phiền lắm. Trời ơi phiền lắm. Mấy bạn thấy không? Nó mới hú có một cái thôi mà đã ra bao nhiêu đây quái rồi. Kiểu như mình chơi càng lâu thì quái nó sẽ xuất hiện càng lúc càng nhiều hay sao ta? Đông lắm, càng ngày càng đông nha. Không biết chơi tới ngàn trăm đông cỡ nào luôn á. Đêm nay chơi thử vũ khí mới nè. Nước sôi. Ui, thổ nha. Cha mình đổ chưa quen. Bọn cầm theo sâu lava để đề phòng lỡ đông quá bọn sẽ đổ xuống. Lần đầu làm chuyện ấy hơi fail một chút. Trời ơi, tôi đang chứng kiến cái gì vậy trời? Một ông nông dân đứng trồng lúa thu hoạch lúa tỉnh bơ. Kế bên là bệnh dịch nó lây nhiễm sát đít rồi. Mà nhìn ảnh tỉnh bơ mấy bạn. Bọn bên đây hả, đổ mồ hôi sôi nước mắt đi đánh lộn tùm lum hết. Enderman mà ra là chạy không kịp á. Trời má, ôi cái gì mà linh thiêng vậy? Mới nhắc Enderman xuất hiện kìa mọi người. Nó xuất hiện ngay chỗ của mình luôn. Tôi mới thấy gì vậy, nó mới bắn cái Sonic Beam của Garden đúng không ta? Crystal. Khoan, táo vàng phù phép mới được. Má mày con chó này, còn chơi hù nữa. Rồi chiêu gì nữa đây? Thằng này nó lắm trò quá mọi người ơi. Nó cho bon bay lên mọi người ơi. Trả lễ nó bằng bình thuốc vaccine nè. Có hiệu quả liền. Ui, không mất máu kìa. Nhờ táo vàng phù phép thì phải. Không có táo vàng thì chắc là nửa cây máu á. À, rồi. Vô, hiệp 2. Enderman ơi. Mới thấy trước mặt dở nhảy ra sau lưng. Ê mà mấy con này là do con Enderman chịu hồi ra nè mấy bạn. Kè, zombie, con bò rồi mấy con bò nữa. Cầu vaccine. Vô, bò cụng nè. Rồi, không lại gần con Enderman được luôn. Chắc mình bỏ qua mấy con này quá, nó đánh mình cũng đâu mất máu đâu. Ký đầu này nè, mày. Nữa, rồi bay nữa. Bay lên thì đám lính lát không đánh mình được. Nhưng mà vẫn bị dính Sonic Beam chứ bọn. À quên, chạy. Mình bay nhưng mà vẫn chạy được. Kìa anh dí mình nè. Rồi đi xa rồi đó, thấy ổn rồi đó. Ủa mà cái khiên mình đỡ được không ta? Đỡ được. Đúng là khiên đeo ray, xịn mấy bạn. Ui, gì hả vậy? À cái cục này nó không có nổ mấy bạn. Nó chỉ dịch chuyển mình loạn xạ thôi. Giờ thì, Ủa gì vậy? Ê nhưng mà để ý nó không triệu hồi đám đệ tử ra nữa nha. Kiểu như bị giới hạn hay sao á. Giờ solo một này coi nó chạy ở đâu. Sonic Beam hết xi nhê rồi. Các bạn phù phép đỡ hết rồi. Ui cái gì vậy? Ây da. Giờ nó rút máu kìa. Rút máu nhiều hơn nãy giờ nó đánh mình nữa. Một lần một tim. Khoan con này nhiễm bệnh mình bắn nó được không ta? Ê bắn được nè, mày bắn tao biết bắn hả mày. Mày. Yeah. Ở mình hạ được con Enderman rồi. Rớt ra gì đây? Một cái gai. Tí nữa về nhà coi làm được gì với nó. Chưa xong mấy bạn, con còn hai nhiệm vụ nữa. Làm nhiễm bệnh cái cục hát diện thạch khóc, với đi tìm cái quặng bị nhiễm bệnh. Tụi này nó đông quá. Trời ơi, nó đông quá. Quá trời đông. Hồi nãy giờ bên vẫn còn ở ngoài rìa mấy bạn, chưa vô được bên trong nữa. Tới nước này thì chỉ còn một cách là chịu đấm ăn sôi thôi. Đứa nào đấm gì đấm, bọn chạy bọn đi phá mấy cái spawner thôi. Chứ số lượng nó áp đảo quá. Thôi nè. Y như đi ăn đám cưới. Cho anh em thử katana nè. Mày. Thôi. Con đã lẻn được vô giữa rồi. Giờ là nhiệm vụ chính của mình nè. Làm cho cục hát diện thạch khóc này bị lây nhiễm. Giờ mình đặt nó xuống đất. Chỗ này. Ủa, nó có lây không ta? Có vẻ là không. Ông hình như mình phải đào mấy này ra cho nó lây nhiễm ngược lại mới được. À đó. Tại sao bon không làm để ở ngoài rìa á mấy bạn biết sao không? Tại vì nếu mà bon đứng ở ngoài rìa thì mấy cái block nó vẫn mấy cục mấy cái block mà scope đó nó vẫn lan ra liên tục. Bon sợ nữa nó lan về tới cái làng mình đang ở. Đó cho nên là mình phải chạy vô giữa luôn. Thì mấy cái chân ở ngoài rìa nó sẽ không loát nữa. Nó nhờ vậy thì nó chỉ lây lan ở trong khu giữa khu vực này thôi. Cái xác con Ravenger nó lây nhiễm ra nè mấy bạn. Đó, cảm ơn. Mấy bạn thấy rồng rêu nó bám lên cục hát diện thạch khóc không? Đó, mày block bắt đầu lan kìa. Xong rồi nè. Ok, xong một block rồi nè.
Đào hoi, đâu kìa coi thử coi. Đúng vậy. Yeah, he he, linh hồn than khóc đầu tiên. Vậy là Bon đã xong được bước 2 rồi đó. Bước 3 là Bon sẽ đi tìm một cái quặng bị nhiễm bệnh để tạo nên mấy phun vaccine. Cuối cùng là đi chữa bệnh thôi. Nếu thành công thì Bon sẽ đẩy lùi được tụi Scott này xuống lòng đất. Và tất nhiên là Bon sẽ xuống lòng đất chơi tụi nó luôn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mấy bạn. Đây, cục thứ 4. Cũng là cục hắc diện thạch khóc cuối cùng của mình nè. Tiếp theo là dọn dẹp bớt mấy cái nấm này để nó không làm cho Bon bị dính mầm bệnh. Mình mà mang mầm bệnh đem về làng là báo á. Lần trước có báo một ngôi làng, nó chiếm gần hết làng đó luôn rồi. Giờ cẩn thận hơn chứ ngôi làng thứ hai là nhà cửa của mình tùm lum hết. À, mấy bạn thấy không, không có nấm nữa, chạy nhảy là thoải mái ha. Giờ đi đập hết mấy cục spawner nè, mấy cái cảm biến âm thanh nè. Mấy con đó nó có ra nó dí mình cũng đâu kịp đâu, mình chạy nhanh hơn nó mà. Đố anh bắt được em. Úi da, cái hàm mình đi khắp nơi rồi. Đá canxit có phải là đá này em ta? Ở đây không có cái nào mà kiểu như nó có cái màu giống giống vậy hết trơn á. Đây phải cái quặng em ta. Cục này nè, canxit clump nè. Cái đào ở trong quặng canxit. Ở cục nào trời? Nãy giờ mình đây mình chay lị đi 4-5 ngày rồi có thấy đâu. Toàn là mấy cái block màu đen hoặc là cái cục scoop để ra kinh nghiệm thôi. Đào ra cũng toàn là đá nhiễm bệnh thôi chứ không có ra quặng. Nha, mình đi hết tất cả bề mặt luôn rồi mà. Có khi nào dưới hang không ta? Nãy giờ chỉ có dưới hang là Bon chưa tìm thôi mấy bạn. Chơi luôn, sợ gì? Ở dưới đây nó chỉ có tối, chật hẹp, đáng sợ với dễ chết thôi chứ cũng không gì ghê hết. Lần trước mình tìm được cái mai sáp thì vẫn còn là cái hang động bình thường. Chứ còn bây giờ là nó lây lan ra hết toàn bộ hệ thống hang động rồi mấy bạn. Bon đi xuống sâu lắm rồi, gần tới bedrock luôn rồi. Chỗ nào nó cũng là đá bị nhiễm bệnh hết rồi. Mình phải cẩn thận nhấn ship đi á. Dưới đây nó cũng có nhiều cảm biến lắm. Cảm biến nè, nấm nè, mấy cái spawner nè, quá trời luôn. Ủa? Cái này quen ta, ấy cái này là cái tòa lâu đài mà. Bon xuống tới đây luôn rồi mấy bạn. Ok, vậy là biết không có rồi đó, thôi đi về. Vậy là vật phẩm thứ 3, quặng canxi Bon không có tìm được. Hơi chán nản chút nhưng mà thôi không sao. Về nhà mình chuẩn bị. Bon nghĩ là nó giống như con Enderman á, phải đợi đến một giai đoạn nào đó thì nó mới xuất hiện ra cho mình tìm được. Chứ bây giờ Bon đã khảo sát hết toàn bộ khu vực đó luôn rồi. Mình càng đi thì mấy cục scope nó càng lây lan thôi chứ mình chẳng thấy cái quặng đó ở đâu hết. Chắc là Bon sẽ lên đường đi tìm nguyên liệu để chế tạo cây kiếm này. Hồi nãy Bon với con Enderman nó rớt ra một cái gai á. Bây giờ Bon cần tìm thêm hai mảnh Eco Shot này nữa, hai mảnh Eco nè. Cái này chỉ có thể tìm ở dưới thành phố cổ đại thôi, Ancient City. Bon thấy cũng tiện mà vừa tìm được thêm táo vàng nữa. Lúc Bon với con Enderman nó chỉ thông báo là xâm lược thất bại thôi, chứ không có ghi là con Enderman đã bị tiêu diệt. Cho nên Bon nghĩ là chắc sẽ còn nhiều con Enderman nữa. Cho nên bây giờ Bon sẽ đi nâng cấp thêm trang bị, chứ lỡ lần tới mà nó ra lần 2 hoặc 3 con Enderman không biết đánh làm sao hết. Bon thấy có mảnh nâng cấp ba lô này hay lắm nè. Nâng cấp cái này Bon sẽ được cho ăn tự động luôn. Cái rìu sắt gãy rồi, sẵn để mình làm cái rìu mới luôn. Ôi rìu này sát thương cao nè, vừa sử dụng vừa đi đánh lộn được. Đây, mình làm xong cái phôi rồi đây. Bon cần thêm cà rốt và dưa hấu. Ôi cái làng này làm gì có dưa hấu. Thôi lúa cũng được, xin miếng lúa đi, ăn bánh mì. Nhưng mà Bon cần dưa hấu và cà rốt vàng. Cái hạt kiểu này chắc phải đi xa rồi. Coi còn mảnh nào khác không. Mảnh nâng cấp bàn chế tạo. Ê, cái này ngon nè, Bon sẽ không cần bàn chế tạo nữa. Chế tạo thẳng ngay trên ba lô luôn. Ok, làm liền làm liền. Gắn vô đây, rồi chế tạo đây. Xịn. Cái bàn này giờ thì chia tay đi. Rồi, bây giờ Bon có thể đi tìm dưa hấu rồi. Và Ancient City nữa để lấy táo vàng phù phép. À, quên nữa, còn có cái này hay lắm. Bon có một cái bản đặt tên. Con ngựa nó đi chung với Bon lâu lắm rồi nhưng mà mình chưa đặt tên cho nó nữa. Để tình anh em trở nên khăng khít hơn, Bon nhờ mấy bạn đặt tên giúp Bon con ngựa này nha. Mấy bạn hãy để lại bình luận với Bon xem coi cái tên nào hay ho. Cái nào mà nhiều like Bon sẽ lấy nó để đặt tên trong tập sau nha. Ok, tập 3 đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật nha.